chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 1 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Thành quả lớn nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh đạt được sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết 29 là sự chuyển biến nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng xã hội và người dân về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo xu thế thời đại mà vẫn luôn giữ vững truyền thống khuyến học khuyến tài, tôn sư trọng đạo của các thế hệ đi trước. Những kết quả đó đã đóng góp to lớn vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước và thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung, phân tích sâu hơn, rõ hơn những kết quả đã đạt được, những khó khăn tồn tại, những điểm nghẽn cản trở sự phát triển, đề xuất những kiến nghị giải pháp mới cho sự phát triển giáo dục đào tạo trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, với quan điểm giáo dục là quốc sách, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, thành phố đã dành một nguồn lực rất lớn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Điểm quan trọng bậc nhất đó là sự chuyển biến về chất của giáo dục đào tạo thành phố. Nhiều mô hình mới, tích cực, sáng tạo, mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn, tư duy phát triển giáo dục đào tạo theo nhu cầu xã hội. Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục thông minh, giáo dục mở, phục vụ cho xã hội, học tập suốt đời. Với định hướng là tiếp tục đầu tư xây dựng thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục đào tạo, chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tế, đáp ứng với quá trình chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu đề ra là chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 21-30 và tầm nhìn đến năm 45 gắn với đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 29. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tặng bằng khen cho 40 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Chiều qua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp năm 2023. Năm qua, Công đoàn Viên chức thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động gắn với chủ đề năm 2023 của thành phố và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong nước, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động được nâng lên thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn, hoạt động công đoàn triển khai có hiệu quả, vai trò công đoàn tham gia xây dựng cơ quan, phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động phong trào nổi bật, sáng tạo, nhiều sân chơi bổ ích thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, tập trung góp ý xây dựng hoàn thiện luật công đoàn sửa đổi, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao số lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp và đề xuất phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn. Dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố đã vinh dự nhận được cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã được trao cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vì những đóng góp trong hoạt động và thi đua năm 2023. Hôm qua, Liên đoàn Lao động Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, Liên đoàn Lao động Quận 1 dẫn đầu cụm thi đua số 1 khi thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động. Đơn vị cũng đã chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, phát huy các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng tổ chức công đoàn, góp phần tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Năm 2024, Liên đoàn Lao động quận 1 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, lao động giỏi, sáng tạo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, cùng thành phố thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 của Quốc hội. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân các đơn vị đã vinh dự đón nhận cờ thi đua bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận 1. Hiện nay, các lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh muốn thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt như công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ vận tải, cảng, hậu cần hàng hải, xuất nhập khẩu, công nghệ cao. Thành phố cũng đã có nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực thành phố có nhu cầu. Với chính sách chiêu hiền đại sĩ được nâng lên so với mặt bằng chung, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều người tài đủ sức thực hiện các cơ chế đặc thù trong thời gian tới. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn và đạt kết quả như kỳ vọng, đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Áp dụng chính sách đặc biệt thu hút người tài từ năm 2018, nhưng cho đến nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mời gọi được 5 chuyên gia. Bất cập về chế độ đãi ngộ tài chính được cho là rào cản chính khiến các đơn vị trong khu vực công ở nước ta không chỉ khó thu hút mà còn khó giữ được những lao động có tài năng chuyên môn. Nếu mà chúng ta coi lại các cái ưu đãi về vật chất của chúng ta, ví dụ như đãi ngộ, tiền lương, thì càng ngày chúng ta càng đi lùi. Có giai đoạn thì chúng ta có thể là trả 150 triệu đến một tháng, nhưng với nghị quyết 20 thì bắt đầu là chúng ta có sự sụt giảm. Chúng ta thiếu chính sách tổng thể, ví dụ như là chính sách nhà ở, vấn đề chính sách visa, giấy phép lao động hay là làn xanh trong vấn đề nhập cảnh. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, chế độ chính sách thu hút dù cao hơn so với mặt bằng chung nhưng chưa đủ sức hấp dẫn và giữ chân đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học. Hiện thành phố tập trung thực hiện các cơ chế đột phá theo nghị quyết 98 của Quốc hội nên cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao bằng những ưu đãi vượt trội. Mức chi ban đầu về chế độ lương, về chế độ về mức chi về khuyến khích phát triển năng lực, rồi chế độ về nhà ở hoặc là đối với sinh viên xuất sắc và người có trình độ cao mà được tuyển vào công chức viên chức á, ưu tiên trong việc đào tạo và bồi dưỡng cũng như là trong cái quy hoạch để tạo cơ hội thăng tiến cho đối tượng này nếu phát triển tốt. Nhiều ý kiến cho rằng sự thành công của chính sách này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không chỉ chế độ đãi ngộ tài chính. Đối với những người mà đã chọn về làm giảng viên, làm những nghiên cứu thì tôi nghĩ rằng là tiền không phải vấn đề quan trọng nhất. Bên cạnh cái việc là có những khoản tiền thưởng tăng lương cho anh em thì cũng cố gắng là làm sao tạo ra những công việc, các cái dự án để mà họ có thể làm và họ nâng cao được cái uy tín của mình trong xã hội. Các chuyên gia, các nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt họ cần thêm một cái môi trường mà ở đó sự đồng cảm, sẻ chia, tạo cho họ sự tự do, sáng tạo và khuyến khích nhiều hơn nữa, biết công nhận nhiều hơn nữa với những sáng tạo đặc biệt của những chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đó. Cơ chế tuyển chọn, môi trường làm việc để phát huy năng lực người tài, giữ chân nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục được Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định chi tiết. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine 5 trong 1 cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên chưa tiêm. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 1 sẽ tiến hành tiêm mũi 2, mũi 3 cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên. Sau đó sẽ chuyển vaccine này vào hoạt động tiêm chủng thường xuyên. Trong ngày 6 tháng 1 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tiếp nhận 55.000 liều vaccine phòng lao, 25.000 liều vaccine viêm gan B, 36.000 liều vaccine bại liệt uống, 23.000 liều vaccine sởi, 18.000 liều vaccine sởi rubella, 9.700 liều vaccine viêm não Nhật Bản, 34.100 liều vaccine phối hợp bạch cầu ho gà uống ván và 30.300 liều vaccine uống ván từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh do dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, đồng loạt các trạm y tế trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức chiến dịch tiêm bù vaccine sởi và vaccine sởi rubella cho trẻ từ 9 tháng đến 24 tháng tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi sởi. Các vaccine khác sẽ được đưa vào trong tiêm chủng thường xuyên. Người dân cần tiêm chủng đúng lịch, bảo đảm phù hợp với đối tượng và hướng dẫn của chương trình tiêm chủng mở rộng. Thông tin sẽ được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cập nhật tại trang thông tin điện tử hcdc.vn. Thank you.
Trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam mới công bố, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2024, dự báo đạt 6,2% trong nửa đầu năm và 6,9% trong nửa cuối năm. Theo nhóm nghiên cứu, triển vọng kinh tế Việt Nam về trung hạn vẫn đầy hứa hẹn. Kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Các cân đối lớn đảm bảo nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra. Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ, xuất nhập khẩu đang phục hồi, mặc dù thương mại điện tử vẫn chưa thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng. Báo cáo cũng cho rằng lạm phát được dự báo tăng từ mức 3,3% năm 2023 lên 5,5% vào năm 2024. Năm 2023, lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, EU hạ nhiệt liên tục xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Điều này góp phần giải tỏa áp lực nhập khẩu lạm phát của Việt Nam. Cục Quản lý giá Bộ Tài chính tổng kết năm 2023 chỉ có tháng 9 giá cả tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu bất ngờ tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12 lại tương đối ổn định. Những yếu tố này đã góp phần ổn định thị trường trong nước. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt mức tăng 5,05% so với năm trước. Điều này phản ánh sự phục hồi tổng cầu nền kinh tế còn yếu, trong khi cung hàng hóa vẫn khá dồi dào. Công suất dư thừa tạo áp lực ghìm giá cả lương thực, thực phẩm cũng như hàng tiêu dùng thiết yếu. Những diễn biến thị trường từ quý 4 năm 2023 phản ánh điều gì? Những thách thức nào phải ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định giá cả hàng hóa trong năm nay? Phóng viên HTV đã có cuộc trò chuyện ngắn với chuyên gia kinh tế Phạm Thái Bình. Thưa chuyên gia kinh tế Phạm Thái Bình, thống kê của toàn năm 2023 thì chỉ số tiêu dùng CPI tăng 3,25% so với năm trước và chúng ta cũng đã hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát theo đề ra của Quốc hội. Theo ông thì từ những lý do nào mà chúng ta có thể làm tốt được cái việc kiểm soát lạm phát trong khi năm 2023 là một năm có khá nhiều những khó khăn thách thức? Nhìn vào chi tiết thì các bạn thấy trong thời gian vừa qua có những cái sự biến động lên xuống, ví dụ như cả điện, nước, cả liên quan đến xăng dầu chẳng hạn. Nhưng mà vấn đề ví dụ như tăng bắt đầu sẽ có giảm, có nghĩa là mình kiểm soát được cái phần nào liên quan đến những cái sản phẩm mà mình hay gọi là sản phẩm thiết yếu. Tuy nhiên cũng sẽ có những sản phẩm mà nó gần cá biệt hơn so với thị trường. Có thể nó có những là do cái nhu cầu cung và cầu. Nó ảnh hưởng đến cái mức độ cung cầu cho nên nó sẽ xảy đến cái vấn đề nó tăng hơi cao. Thì điển hình ví dụ mình đang nói ví dụ thời gian vừa qua liên quan đến lúa gạo hoặc là cà phê, những cái gì nó liên quan đến lương thực thực phẩm chẳng hạn. Vậy thưa ông, từ những kinh nghiệm nhìn nhận thị trường thì ông có thể chia sẻ thêm về nguyên vật liệu thời gian tới sẽ có những diễn biến như thế nào? Nếu mà mình nói đến cái nguyên vật liệu nói chung cho các lĩnh vực thì hiện nay vẫn có cái mức độ tăng. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu của sản phẩm đó, nó cái nhu cầu ra thị trường như thế nào. Đặc biệt là nhu cầu xuất khẩu nó đang rất là cần. Thì gần như các cái doanh nghiệp gần như là họ tập trung, họ thu gom hết, họ để ưu tiên cái vấn đề xuất khẩu nó ổn định hơn và vấn đề nhu cầu nó có giá tốt hơn. Thì vô hình dung thị trường nội địa nó sẽ tạo nên cái sự thiếu với những cái sản phẩm đó. Thì điều đó nó ảnh hưởng đến cái vấn đề giá cả, nó sẽ có những cái biến động. Ví dụ trong thời gian vừa qua cái nhu cầu cà phê chẳng hạn, các bạn biết chúng tôi là coi như cũng phải chịu một mức giá mà không có lựa chọn khác, mức giá khá tăng. Nhưng mà bây giờ cái nhu cầu chung coi như là cái thiệt hại doanh nghiệp phần nào, có nghĩa chúng tôi giảm đi cái phần lợi nhuận. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là cái vấn đề nó sẽ được kiểm soát sẽ tốt hơn trong thời gian tới khi mà cái nguồn cung của thị trường nó mang tính chất ổn định. Thưa ông, những năm qua thì thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nhiều nỗ lực trong cái việc xây dựng các cái chuỗi cung ứng bền vững. Vậy theo ông năm nay liệu có những điểm tựa nào chúng ta có thể trông cậy để từ đó kiểm soát tốt được giá cả hàng hóa tiêu dùng ạ? Hiện nay những cái hàng hóa thiết yếu như tôi đã trình bày thì gần như nó được kiểm soát khá tốt với các cái đầu vào cũng như những cái đầu ra liên quan đến các cái doanh nghiệp mà kinh doanh về bán lẻ chẳng hạn, họ kiểm soát khá tốt. Các bạn cũng yên tâm về cái vấn đề để liên quan đến cái hàng thiết yếu sẽ được kiểm soát. Ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, ủy ban cũng đã kiểm soát những cái vấn đề giá liên quan đến những hàng thiết yếu để yên tâm vấn đề đó. Còn liên quan đến cái thị trường nói chung hiện nay thì chúng ta cũng cần có những cái kiểm soát nó rõ ràng hơn, nó mạch lạc hơn trong câu chuyện thị trường để mà thúc đẩy cái nền kinh tế phát triển. Đặc biệt là trong những năm tới này nó vẫn còn dư âm những cái khó khăn. Tuy nhiên tôi theo cái phân tích cũng như cái nhận định của tôi thì nếu mà cái sự yên ổn đến cái địa chính trị ở thị trường thế giới thì trong những cái cuối năm nó sẽ có những cái bước phát triển sẽ tốt hơn, và đặc biệt trong 2025 để có cái tiền đề đó là phải quyết định ở giai đoạn quý tư của năm 2024. Hy vọng rằng nhà nước cũng có những cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà cần có sự sức bật tốt như vậy,
để nhằm đẩy các cái doanh nghiệp vừa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, nó sẽ phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong cái giai đoạn tiếp theo. Thì như vậy thì chúng ta hy vọng cái nền kinh tế sẽ phục hồi sớm hơn và nhanh hơn theo cái kỳ vọng. Xin cảm ơn ông Phạm Thái Bình, chuyên gia cung cấp cái giải pháp về bán lẻ. Tiếp theo là phần điểm nội dung chính một số báo phát hành sáng nay. Báo Người Lao Động cho biết dự kiến tháng 1 năm nay sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó, năm 2024, thành phố sẽ lấy phát triển đô thị làm định hướng, phát triển giao thông công cộng làm cơ sở. Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch bán đảo Bình Quế, Thanh Đa, khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc theo phương án xã hội hóa, giải nhất gần 1 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, trong năm 2024, Sở sẽ tiếp tục thực hiện đồ án quy hoạch khu đô thị biển Cần Giờ, chương trình bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan thành phố, thiết kế tổng thể khu trung tâm tại các trục Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, công viên 23 tháng 9 và chợ Bến Thành. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin hiện các quận huyện đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị công tác thu phí sử dụng tạm một phần lòng đường, vỉa hè nhằm đảm bảo minh bạch, hài hòa quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của thành phố. Ngoài công văn hướng dẫn, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân cấp huyện cũng rà soát ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường. Riêng kinh doanh dịch vụ hàng hóa và điểm trông giữ xe có thu phí, các địa phương rà soát xác định phạm vi, lựa chọn và công bố danh mục vị trí hè phố được cấp phép. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết sẽ xây dựng phần mềm quản lý công tác thu phí và các thủ tục liên quan, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2024. Triển lãm gốm Hương Canh đang diễn ra tại Hà Nội là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về sản phẩm của làng nghề gốm Hương Canh. Gần 100 sản phẩm, tác phẩm gốm của 9 tác giả là họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân đã góp phần tôn vinh một trong những làng gốm cổ truyền lâu đời của Việt Nam. Thuộc xã Tam Canh, huyện Bình Xương, tỉnh Vĩnh Phúc, làng gốm Hương Canh là một trong những làng gốm nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh những dòng gốm Bát Tràng ở Hà Nội, Phù Lãng ở Bắc Ninh hay Chu Đậu ở Hải Dương, đây cũng là vùng gốm lâu đời còn giữ được nét hoang sơ của đất sét, vừa gân guốc vừa khỏe khoắn. Trước xu hướng công nghiệp hóa, sản phẩm của làng nghề thủ công chủ yếu là chum vại, tiểu sành dần thất thế. Hiện nay tại Hương Canh không còn nhiều hộ gia đình còn theo nghề. Luôn phải tự tìm cách làm mới mình. Làm mới mình là cách gì? Là luôn luôn phải thay đổi mẫu mã, luôn luôn lắng nghe ý kiến và phản ứng của khách hàng với sản phẩm của chính chúng tôi. Song song ở đấy là gì? Là ngoài những cái sản phẩm đó là bản thân chúng tôi luôn luôn phải gọt rũa bản thân mình để mà đưa nâng tầm cái giá trị chất lượng của sản phẩm của chúng tôi lên một cái tầm mới, thì con đường gốm Hương Canh nó sẽ mới mở ra được. Triển lãm gốm Hương Canh không chỉ kết nối các thế hệ nghệ nhân và nghệ sĩ mà còn cho thấy sự đổi mới của làng nghề này hòa nhịp với nhịp sống đương đại. Vẫn Hương Canh ấy, nhưng là một Hương Canh mới của tinh thần trang trí, hội họa và gốm điêu khắc. Tất cả các cái làng nghề gốm truyền thống khác cũng như tất cả các làng nghề thủ công truyền thống khác ngày hôm nay muốn tồn tại được thì bắt buộc là phải câu chuyện kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Vẫn là nguyên liệu ấy, tay nghề ấy, truyền thống ấy, phương pháp chế tác ấy, nhưng phải đưa thẩm mỹ hiện đại vào thì cái sản phẩm ấy nó mới sống được trong đời sống hôm nay. Triển lãm như một lời nhắc về việc bảo tồn di sản và làng nghề, làm thế nào để đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Tin thế giới, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ đã ổn định trong năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh hai nước nỗ lực đặt quan hệ trên nền móng vững chắc hơn trong năm nay. Đây là khẳng định vừa được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra ngày 9 tháng 1. Trong bài phát biểu tổng kết về ngoại giao Trung Quốc năm 2023, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thừa nhận quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ gặp những khó khăn nghiêm trọng vào đầu năm. Theo ông, Bắc Kinh đưa ra lập trường nghiêm túc, yêu cầu Washington thay đổi quan điểm về Trung Quốc. Sau nhiều nỗ lực bên Mỹ, hai bên đã cơ cấu lại liên lạc và đối thoại giúp quan hệ song phương đi vào ổn định. Cũng trong bài phát biểu này, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ định hình một mô hình mới trong quan hệ quốc tế khi nước này duy trì chủ nghĩa đa phương trước những thách thức toàn cầu và kiên quyết phản đối mọi hình thức chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và toàn cầu hóa ngược.
Ngày 9 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại dải Gaza. Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Blinken đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp Israel Katz. Tại các cuộc gặp này, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ ghi nhận những nỗ lực của Israel trong nhiều năm qua nhằm củng cố sự kết nối và hòa nhập tốt hơn tại Trung Đông. Tuy nhiên, điều quan trọng là các bên phải vượt qua thời điểm đầy thử thách hiện nay, đảm bảo vụ tấn công hôm 7 tháng 10 năm ngoái của phong trào Hamas không lặp lại, cũng như đảm bảo việc thúc đẩy các nỗ lực xây dựng tương lai khác biệt và tốt đẹp hơn. Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng các quốc gia trong khu vực mong muốn hòa nhập với Israel, nhưng chỉ khi các kế hoạch bình thường hóa quan hệ vạch ra một lộ trình thực tế hướng tới giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine trong tương lai. Ngày 9 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga vẫn đang chiếm thế chủ động chiến lược trong cuộc xung đột tại Ukraine và sẽ tiếp tục cung cấp tất cả những gì cần thiết cho các lực lượng tại đây. Trong một cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao, ông Shoigu thông báo, trong năm 2023, Ukraine đã tổn thất hơn 215.000 binh lính và 28.000 vũ khí. Bên cạnh đó, ông Shoigu cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu bộ ba hạt nhân phải luôn sẵn sàng. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên là duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo cân bằng chiến lược trên thế giới. Ngoài ra, chúng ta sẽ tiếp tục trang bị cho quân đội những vũ khí hiện đại nhất. Theo ông Shoigu, kế hoạch trước mắt của Nga bao gồm cải thiện hệ thống liên lạc, hệ thống phòng không và vệ tinh, nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện trinh sát mới nhất, phát hiện mục tiêu và phản pháo. Đặc biệt, Nga sẽ sản xuất hàng loạt các dòng máy bay không người lái, từ loại siêu nhỏ đến các loại tấn công hạng nặng. Ngày 8 tháng 1, Hàn Quốc thông báo sẽ nối lại các cuộc tập trận tại các vùng đệm được lập ra theo thỏa thuận quân sự Liên Triều năm 2018. Theo Hàn Quốc, những vụ bắn pháo gần đây của Triều Tiên đã vi phạm các quy định cấm bắn đạn thật và tập trận quy mô lớn tại các vùng đệm này. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chung Ha-kyo cho biết việc nối lại các cuộc tập trận sẽ giúp quân đội duy trì khả năng phản ứng tốt hơn. Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật và tập trận cấp trung đoàn trong phạm vi 5 km tính từ khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Hải quân sẽ tập trận bắn đạn thật ở vùng đệm hàng hải từng được dịch ra theo thỏa thuận năm 2018. Thủy quân lục chiến tập trận bắn đạn thật với pháo tự hành K-9 trên các đảo phía Tây Bắc Paeyong và Yeongpyeong. Căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía Tây vào vùng đệm hàng hải gần đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Ngày 9 tháng 1, cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus C3S của Liên minh châu Âu cho biết năm 2023 là năm nóng kỷ lục mà trái đất từng được ghi nhận. Theo C3S, nhiệt độ năm 2023 cao hơn 1,48 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, rất sát với mức 1,5 độ C được đặt ra trong Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015. Nhằm tránh những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12 2023, tháng nào cũng là tháng nóng nhất lịch sử so với những khoảng thời gian tương ứng của những năm trước đó. Đối chiếu với các dữ liệu về khí hậu cổ đại, Giám đốc C3S Carlo Buontempo còn cho rằng năm 2023 có thể là nóng nhất trong 100.000 năm qua. Chúng ta phải cố gắng ổn định mức độ khí nhà kính thì mới mong đạt được những kết quả khác với những gì đã xảy ra trong những tháng gần đây. Còn ngược lại, nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, thì năm 2023 có lẽ vẫn còn là mát so với những năm tới. Tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên các nước tham dự hội nghị COP28 đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc cắt giảm nhiên liệu hóa thạch, tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trở lại với phần tin trong nước, chương trình tư vấn tuyển sinh đúng ngành nghề sáng tương lai lần thứ 16 năm 2024 vừa diễn ra tại trường Trung học phổ thông Phú Nhuận. Đây là kênh thông tin tuyển sinh thường niên do tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giáo dục Thành phố tổ chức với sự tham gia đồng hành của các trường đại học, học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, chương trình tư vấn tuyển sinh sẽ diễn ra tại 100 trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh và gần 500 trường tại 20 tỉnh thành, trải dài từ Đà Nẵng cho đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mỗi năm cả nước có hơn 1 triệu học sinh bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Do vậy, việc giúp học sinh nắm rõ quy định, quy chế của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xác định đúng đam mê
chọn ngành học đúng năng lực, đặt nguyện vọng trường một cách thông minh là điều quan trọng. Vì thế, nhiều năm qua, chương trình Đúng Ngành Nghề, Sáng Tương Lai được xem là kênh thông tin chính thống cung cấp cho học sinh cuối cấp những thông tin về trường học, ngành học, điều kiện tuyển sinh, phương thức xét tuyển của các trường đại học. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu tâm huyết, nhiều kinh nghiệm, chương trình sẽ tư vấn hỗ trợ, tạo điều kiện để học sinh có thể chọn được ngôi trường phù hợp trong tương lai. Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam vừa vinh danh và trao học bổng nâng bước thủ khoa năm 2023 cho 120 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, chương trình nâng bước thủ khoa nhận được hơn 350 hồ sơ ứng viên gửi về từ các trường đại học, học viện, trong đó đa phần là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, dân tộc thiểu số, khuyết tật. Sau khi xét chọn, ban tổ chức chương trình đã quyết định trao học bổng cho 120 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường đại học trên cả nước. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 13 suất học bổng cho các sinh viên từng nhận học bổng nâng bước thủ khoa những năm trước và hiện tiếp tục có thành tích học tập tốt. Khi em biết là em được nhận thì em rất là vui. Em muốn lấy số tiền đó để đóng cho học phí cho những kỳ tiếp theo để tiếp tục học tập để trở thành một kiểm soát không luôn. Về giá trị kinh tế có thể chưa là nhiều, nhưng ý nghĩa thì lại rất là to lớn. Bởi vì với các em, trong những lúc khó khăn thì một chút hỗ trợ về mặt kinh tế có thể là một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp các em vượt qua những cái trở ngại đầu đời khi bước vào giảng đường đại học. Và nhiều em đã vượt qua những cái trở ngại đó và trở thành những sinh viên rất là xuất sắc. Và nhiều em đã ra trường và trở thành những người gọi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình nâng bước thủ khoa do báo Tiền Phong Sáng Kiến tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do báo Tiền Phong làm thường trực. Qua 8 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh và trao học bổng cho 691 em tân sinh viên thủ khoa nghèo vượt khó. Tiếp tục phát huy thành công của 13 năm tổ chức, lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy sẽ chính thức khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch và kéo dài xuyên suốt đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức mùng năm Tết, tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1. Tết Giáp Thìn 2024, lễ hội đường sách Tết trở lại với thiết kế đại cảnh trống đồng Đông Sơn hơn 300m2 mang biểu tượng thiêng liêng của tinh hoa văn hóa truyền thống và lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, kết hợp cùng tiểu cảnh linh vật hình rồng ấn tượng đánh dấu sự trở lại của con Giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm. Cùng với đó, lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn 2024 tăng hơn về quy mô so với lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 với tổng diện tích lên đến 11.200m2, có sự tham gia của hơn 20 đơn vị nhà xuất bản, công ty sách mang đến hơn 3.000 tựa sách, tương đương khoảng 59.000 quyển sách. Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng đảng và chuyển đổi số, các tác phẩm trưng bày sẽ được mã hóa thành QR. Các tác phẩm trưng bày sẽ được mã hóa thành mã QR code. Đây là một trong những điểm mới giúp bạn đọc và du khách có thêm những trải nghiệm thú vị và nâng tầm thói quen đọc sách. Thêm vào đó, một số nội dung trưng bày khác cũng sẽ được trình bày dưới dạng sách nói, sách điện tử để phục vụ người dân. Đồng thời, phương thức thanh toán không tiền mặt qua ứng dụng Zalo Pay sẽ được lần đầu tiên đưa vào lễ hội đường sách Tết. Vững nội lực, bền tương lai là chủ đề của lễ kỷ niệm một năm thành lập và chung kết cuộc thi Bartender Masterpiece 2024 do Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2023, bằng sự nỗ lực, Hiệp hội đã thực hiện nhiều chương trình lễ hội đóng góp tích cực trong việc xúc tiến, phát triển và quảng bá văn hóa ẩm thực, du lịch tại thành phố. Tham gia cùng Sở Du lịch tổ chức nhiều các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân sự ngành F&B, vinh danh các địa điểm và thương hiệu ẩm thực tiêu biểu. Là mái nhà chung của ngành F&B với gần 10.000 thành viên, Hiệp hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động công tác xã hội trên địa bàn thành phố và các tỉnh. Năm 2024, Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiều mục tiêu, định hướng mới nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn ngành F&B theo xu hướng phát triển xanh và bền vững, hướng đến mục tiêu vì một cộng đồng ẩm thực ăn sạch, sống khỏe, phát triển xanh và bền vững, thịnh vượng. Dịp này, Hiệp hội đã vinh danh nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, kết nạp hội viên mới, ký kết hợp tác và trao giải thưởng cho cuộc thi Bartender Masterpiece năm 2024.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.